Xin chào tất cả mọi người nhé. Nay mình giới thiệu thêm cho mọi người một cái dòng Tremolo, cũng là dòng cao cấp nhưng mà nó vẫn còn thấp hơn cái thằng Iwasaki Solo ở cái video trước mình giới thiệu. Đấy, thằng này nó thiết kế thì siêu đẹp luôn. Thằng này chắc là các bạn mua mới nó cũng phải rơi vào khoảng 4 triệu, trên 4 triệu đó. Nó tùy quốc gia họ bán những cái dòng này, thì ở Việt Nam thì không có bán mới đâu. Mua mới thì mà siêu tập hết cái đống này thì chết tiền. Đó, kèn nó thiết kế rất là đẹp, gỗ các thứ nó đẹp lắm. Đấy, mấy cái lô kèn này về nó cũng đẹp nữa. Đấy, có rất nhiều lựa chọn cho mọi người chơi tremolo nhé. Thế trước đây thì ở Việt Nam mình họ chỉ có những cái dòng đơn giản, những cái dòng Ben 21. Đó, nhưng mà bây giờ nó có sinh ra, bây giờ nó mình đưa về đây cũng rất là nhiều loại khác nhau của Tombo. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Cái cây này hiện tại bên mình đang bán là 1,5 triệu một cây nha. Tức là nó chưa bằng một nửa của giá kèn mới đâu ạ, mà kèn nó còn rất là đẹp, lung linh luôn.